Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đang trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm. Thời tiết oi bức ngột ngạt, có thời điểm lên tới 40 độ đã khiến cho cuộc sống của người dân bị đảo lộn và nhiều người thậm chí không dám ra đường vào giờ cao điểm. Tình trạng trên sẽ còn kéo dài trong những ngày tới bởi đợt nắng nóng này được dự báo là sẽ kéo dài đến hết thứ năm tuần này. Thủ đô Hà Nội hôm nay được dự báo nóng đến 39 độ. Tuy nhiên đây chỉ là mức nhiệt đo trong lều khí tượng, còn nhiệt độ thực tế ngoài trời cao hơn từ 2 đến 4 độ. Thậm chí nếu di chuyển trên mặt đường nhựa, mức nhiệt còn cao hơn. Nhiệt độ ngoài trời đo được vào thời điểm 11 giờ trưa nay tại đại lộ Thăng Long lên tới 45 độ. Trong khi đó, các tỉnh Trung Bộ như Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến trên 38 độ, nhiều điểm có nắng nóng đặc biệt gay gắt 40-41 độ. Nhiệt độ về đêm cũng khá cao ở mức 30 độ, không khí oi bức. Nắng nóng khiến các tuyến đường vắng bóng người qua lại lúc buổi trưa. Tuy nhiên, nhiều người lao động vẫn phải phơi mình giữa nắng hè để mưu sinh. So với năm ngoái thì nó không lớn bằng, nhưng mà nó cũng kéo dài. Và cái thời gian mà nó oi bức cũng tương đối dài, suốt từ sáng cho đến tận đến tối mịt, nên là mọi người cũng cảm thấy tương đối khó chịu. Ngoài ra một cái điểm mà cũng phải lưu ý, đây là một số các cái đô thị như là Hà Nội này, chúng ta thấy có cái hiệu ứng gọi là đảo nhiệt đô thị. Cái hiệu ứng cũng làm góp phần làm thêm cái gay gắt của đợt nắng nóng này. Cũng theo các chuyên gia, đợt nắng nóng này còn kéo dài đến hết thứ năm. Từ thứ sáu trở đi, nhiệt độ có giảm kèm theo mưa nhỏ. Tuy nhiên, mức nhiệt trong ngày vẫn cao, dao động từ 29 đến 37 độ.